Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình. Và thưa quý vị, tiếp tục là những phần tin địa phương. Thì hiện nay, ông công tố viên của quận Los Angeles, George Gascon, lại tiếp tục bị chỉ trích sau khi mà có một cái sự việc, một người cảnh sát trong cái ngày không có làm việc, đi ở ngoài đường mà bị cướp. Cái tên cướp đó muốn cướp người cảnh sát này nhưng mà không thành công, y đã bắn anh chết ngay tại chỗ. Mà bây giờ đó, theo như hồ sơ từ phía truyền thông họ tìm được, là cái tên cướp này đáng lý ra là không nên ở ngoài đường, bị bắt 4-5 lần trong vòng gần một năm trời. Nhưng mà bởi vì cái chính sách mà decriminalize của ông Gascon á, mà những cái tên như y vẫn tiếp tục nhẫn nhơ ở ngoài đường và đi cướp và hại chết không biết bao nhiêu người. Thì đây là cái người cảnh sát bị bắn chết hôm thứ Hai, thưa quý vị, lúc 3:30 chiều ở một cái parking lot của cái LA Fitness Gym ở thành phố Downey đó. Thì người cảnh sát này, anh Gordiel Solorio, 26 tuổi, hôm đó không có làm việc. Thì những cái người qua đường đó, họ là người báo cảnh sát, bởi vì thứ nhất họ thấy là cái cửa kính xe của anh này đó bị bể nát, và khi mà nhìn vào đó thì thấy là anh đã gục ở bên ghế ngồi và trên người là có vết thương bị bắn, cho nên họ gọi cảnh sát. Thì khi mà cảnh sát đến là cũng như là ambulance không có cứu được nữa bởi vì vết thương quá nặng. Thì sau khi mà điều tra đó, thì phía cảnh sát vào ngày hôm qua cũng đã bắt được hai người, gồm hung thủ là Carlos Dalcid, 20 tuổi, và một thanh niên 17 tuổi, thưa quý vị, bởi vì mới có 17 tuổi cho nên cảnh sát không công khai danh tính, là hai cái nghi phạm chính. Thì bây giờ phía cảnh sát họ nói rằng cái tên Dalcid này đó, khi mà thấy anh Solorio ngồi ở trong xe đó, thì y bước ra khỏi cái xe do người thanh niên 17 tuổi cầm lái, y đi vào cầm cái súng và đứng ở ngay cái cửa xe của anh Solorio và chĩa súng vào người của người cảnh sát và y muốn cướp. Nhưng mà khi đó đó, người cảnh sát anh này ảnh mới muốn bỏ chạy bằng cách là ảnh cài số gia, thì muốn gia xe, thì cái tên Dalcid này ngay lập tức nổ súng liên tục vào cái cửa kính xe, cho nên là cửa kính bể nát và anh Solorio cũng dính rất là nhiều phát đạn và gục chết ngay tại chỗ. Thì sau khi mà bắn nạn nhân, cướp không có thành, y nhảy lên xe do cái tên 17 tuổi lái và bỏ chạy đi mất. Thì bây giờ đó, theo ABC News và sau đó nhiều đài truyền thông, họ xác nhận là cái tên Dalcid này trong vòng chỉ có 8 tháng vừa qua bị bắt hết 3 lần, toàn là những cái tội, chẳng hạn như là tháng 12 năm ngoái y bị bắt về tội cầm súng đi ăn cướp, nhưng mà chỉ bị bức vô trong nhà tù có một ngày rồi sau đó lại được thả ra. Và ngày 20 tháng Giêng, nghĩa là chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, lại tiếp tục đi ăn cướp ở bên ngoài nữa và bị bắt vào tù 4 ngày, nhưng mà rồi trong lúc chờ ra tòa vân vân lại được thả ra. Và đến ngày 10 tháng 2 năm nay lại bị bắt nữa, sau khi mà vừa ăn cướp xe rồi vừa đánh đập cô bạn gái rồi cầm súng đi vân vân. Thì tháng 3 đó là tòa tuyên án là đáng lý là ở tù 180 ngày. Nhưng mà không hiểu sao khi mà tuyên án như vậy, một ngày sau phía nhà tù lại thả y ra ngoài, mặc dù là có án phải ở tù 180 ngày. Nó rất là lạ. Cho nên bây giờ cái câu hỏi mà báo chí họ đặt ra cho cái ông Gascon này, đó là tại sao một cái kẻ ăn cướp mà giết người không gớm tay như vậy, bị bao nhiêu là cái tù tội mà cứ thả ra. Cái chính sách decriminalize của ông này nó không có hiệu quả. Và bây giờ đó, những cái tên cướp như cái tên này đã và đang giết biết bao nhiêu người. Và bây giờ những cái người cử tri nào mà bỏ phiếu cho cái ông Gascon lên trong vòng gần 4 năm vừa qua đó, đã sáng mắt ra chưa cho cái quan điểm mà giống như là đừng có phạt án tù nặng những cái kẻ mà ông nói là không có phạm tội nghiêm trọng,
xách súng đi ăn cướp mà không nghiêm trọng thì không biết cái gì mới nghiêm trọng nữa. Rất tội nghiệp người cảnh sát 26 tuổi đang có vị hôn thê, mới là cử nhân thưa quý vị về ngành tư pháp và chỉ mới vào trong cái ngành cảnh sát ở Monterey Park có vài tháng vừa qua mà thôi, và được xem là tân binh. Nỗ lực của anh muốn càng ngày càng phát triển hơn trong cái lĩnh vực tư pháp. Một bản tin breaking news mới vừa xảy ra tức thì ở phía tây của New York. Thưa quý vị, đây là nhà văn và một nhà tranh đấu chính trị chống Iran nổi tiếng từ thập niên 80. Từ thập niên 80 đến sang đến 90, chúng tôi đã từng đề cập đến nhân vật này. Đây là ông Salman Rushdie, một người gốc Iran. Ông rời bỏ và sống lưu vong ở Hoa Kỳ này, và trong quá khứ đó, năm 1988, ông sản xuất một cuốn sách mà cho đến giờ phút này tiếp tục theo đuổi ông. Cuốn sách mang tên The Satanic Verses, nhằm mục tiêu là chỉ trích và lên án chính quyền mà ông gọi là Hồi giáo cực đoan bậy bạ của Iran. Và ngay lập tức khi mà cuốn sách phát hành năm 1988, Iran đã nổi giận và đã dấy lên rất nhiều các cuộc biểu tình chống ông Rushdie. Thậm chí, nhà cầm quyền Iran lúc đó với ông đại giáo chủ Ayatollah Khamenei đã ra một cái fatwa. Fatwa là án tử hình, thưa quý vị, của người Hồi giáo đó. Bởi vì bất cứ ai mà có tiếng nói chống người Hồi giáo và phỉ báng Hồi giáo và nhất là đấng tiên tri Allah của họ đó thì đã được lệnh là giết. Lúc đó đó, cái số tiền để giết ông Rushdie này đó nó lên tới 3 triệu đô la. Và cái tin tức này xảy ra vào thời điểm quý vị vừa nhìn thấy hình của ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời của ông Trump. Tin tức ghi nhận là Bộ Tư pháp vừa truy tố một kẻ gốc Iran tìm cách ám sát ông John Bolton. Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp cho biết là tên này từng tìm cách liên lạc với những kẻ ở Mỹ này và thậm chí số tiền lên tới 300.000 Mỹ Kim để tìm cách giết ông John Bolton. Ông là người đã lên án Iran dữ lắm và đã từng kêu gọi Hoa Kỳ phải ngay lập tức rút bỏ những cái hiệp ước về nguyên tử với Iran. Thì ngày hôm nay lại tới phiên ông Rushdie. Theo bản tin ghi nhận, ông đang chuẩn bị trình bày những cái vấn đề liên quan tới Iran trong diễn đàn ngày hôm nay ở New York. Thì bất ngờ có một tên nhảy lên, thoi ông vài thoi, sau đó cầm dao đâm vào ông. Thì ngay lập tức tên đó đã bị, nghĩa là kiềm chế tại hiện trường và hiện nay đang bị bắt giam. Tuy nhiên, ông Rushdie thì chưa biết tính mạng như thế nào, bởi vì có một bức hình cho thấy máu đã loang trong cái cuộc họp này. Ông đang vừa ngồi xuống, quý vị nhìn thấy đó, vừa ngồi xuống ghế đã bị tên này nhảy lên tấn công. Thì bản tin ghi nhận, ông Rushdie trong quá khứ đã từng nói là ông không nghĩ là tính mạng của ông bị đe dọa luôn. Mà từ 1988 cho đến giờ phút này cho thấy rằng là vẫn còn những kẻ Iran cực đoan quá khích sống ở Mỹ này thù ghét ông Rushdie. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, phía chính quyền Nam Hàn cho biết là ông Tổng thống đã vừa chính thức ân xá cho một loạt các danh sách, mà trong đó có một cái tên rất là nổi trội, đó là người thừa kế tập đoàn Samsung mà được báo chí họ đặt cái nickname là Thái tử Samsung đó thưa quý vị, Lee Jae-yong. Quý vị cũng nhớ là ông này đã bị kết tội vì liên quan đến một cái vụ hối lộ rất là lớn, bà cựu Tổng thống Park Geun-hye, mà vì cái vụ hối lộ này rồi điều tra vân vân khiến cho bà thứ nhất bị truất phế và thứ hai là bà cũng phải ở tù nữa. Thì thật sự ra là ông thái tử của Samsung này đó đáng ổng đã bị án tù và bị cáo buộc đến hai lần là hối lộ bà Park Geun-hye. Nhưng mà vào năm ngoái đó, phía Nam Hàn họ lấy cái lý do là dịch bệnh cho nên là họ cho ổng được quản thúc tại gia, nhưng mà
không có điều hành được tập đoàn Samsung. Và bây giờ cái lý do mà ổng được thả ra đó, phía chính quyền Nam Hàn cũng nói luôn là họ muốn Samsung là một trong 10 tập đoàn dẫn đầu ở tại Nam Hàn, muốn vực dậy cái nền kinh tế ở đây. Là lý do quý vị thấy là vào hồi tháng 5 vừa qua đó, khi mà Tổng thống Biden đi công du qua Nam Hàn, thì khi mà cái ngày đầu tiên ông đến là ông dừng chân ở cái nhà máy sản xuất con chip bán dẫn của Samsung, mà trong đó là dẫn đầu ở đó là Lee Jae-yong. Thì như quý vị thấy là phía Hoa Kỳ kêu gọi sự hợp tác từ Nam Hàn và kêu gọi Samsung và những cái công ty lớn đó mở nhà máy sản xuất ở Hoa Kỳ. Nó cho thấy cái vị trí quan trọng của Samsung, và đặc biệt là có một cái truyền thống ở bên Nam Hàn, đó là những cái tập đoàn lớn thì được chính phủ và kể cả người dân nữa họ tin tưởng là những cái tập đoàn lớn này đó, khi mà phạm những cái tội kinh tế thì nó không có cái gì mà đáng, giống như không có nghiêm trọng, nhưng mà thả họ ra thì họ sẽ tạo ra hàng chục ngàn công ăn việc làm và thúc đẩy cái nền kinh tế. Cho nên cái chuyện mà Lee Jae-yong được ân xá đó, nó nhận được sự ủng hộ của người dân và tiếp tục cho thấy là những cái tập đoàn ở tại Nam Hàn đó không rất là khó để mà buộc tội họ, mà một khi buộc tội rồi thì sau một khoảng thời gian ngắn cũng được thả ra mà thôi. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày thứ 6 hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị trở lại với chúng tôi vào lúc tin tức 5 giờ chiều nay, cũng như vào trong trang mạng littlesaigontv.com đọc thêm các bản tin đáng chú ý trong ngày. Kính chúc quý vị một tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình vào tuần sau.